Cha mẹ đau đớn chứng kiến người phụ nữ độc ác giết 8 đứa con ngay trước mặt mình. Cùng lúc giết 8 chú chó nhỏ mới sinh trước mặt cha mẹ, người phụ nữ đến từ thành phố Krishnanagar, tỉnh Nadia, Ấn Độ đã khiến người dân quanh vùng vô cùng phẫn nộ vì hành động lạnh lùng không còn nhân tính. Câu chuyện đau lòng này diễn ra vào hồi tháng 3 vừa qua. 8 chú chó con bất hạnh ấy là con của một cô chó mẹ lang thang được người dân của thành phố nhỏ này đặt gọi là Amu. Amu không cửa không nhà, hàng ngày nó phải tìm tới những bãi rác để kiếm chút thức ăn thừa. Ngày nào may mắn kiếm được hộp đồ ăn ai đó ăn dở hay người ta thấy nó lang thang mà rủ lòng thương, Amu sẽ được một bữa no. Nhưng có những ngày nó không kiếm được gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi dọc thành phố kiếm một chỗ nghỉ chân. Đến cả khoảng thời gian nó mang thai, người ta cũng chỉ thấy Amu mang thân hình ốm gầy với cái bụng nặng nề của nó đi quanh thành phố kiếm ăn mà chẳng bao giờ tiến lại xin ăn hay làm phiền những người dân ở đó. Nhìn chó mẹ, nhiều người có lòng trắc ẩn cũng thấy ái ngại cho nó. Vất vả, cơ cực và có lẽ là cả cô đơn nữa là những gì mà Amu đã vượt qua để sinh ra 8 chó con lành lặn và khỏe mạnh vào một ngày mùa xuân đầu tháng 3. Cuộc của Amu chỉ vừa mới bắt đầu nhưng đã nhanh chóng kết thúc trong một nỗi đau khó tả. Buổi chiều hôm ấy, khi Amu đang ở bên những đứa trẻ của mình, một người phụ nữ tiến tới chỗ mẹ con nó. Người bà toát ra một vẻ giận dữ khó chịu. Bà ấy đã lôi những đứa con của nó ra khỏi ổ. Amu tội nghiệp chưa kịp phản ứng gì, nó cũng không thể tưởng tượng ra điều kinh hoàng mà mình sắp phải chứng kiến. Từng chú chó con lần lượt bị người phụ nữ ấy ném mạnh vào đống gạch đá vỡ vụn gần đó. Những sinh mệnh non nớt còn chưa mở mắt, không chịu được áp lực của cú va chạm vào bề mặt sắc nhọn đã chết ngay lúc ấy. Chỉ duy nhất một sinh mệnh may mắn còn thoi thóp. Amu đã phải chứng kiến tất cả khung cảnh rùng rợn ấy. Trong sự bàng hoàng quá lớn, nó chỉ biết đến bên tìm mọi cách gọi các con dậy. Nó dùng chiếc mõm to lớn của mình nhẹ lay những thân hình bé nhỏ vẫn còn ấm mềm nhưng không còn sự sống. Amu không cắn, không sủa, không tỏ vẻ điên loạn. Nó chỉ lặng lẽ làm mọi thứ, những mong các con mình tỉnh lại, nhưng đều vô ích. Người dân quanh đó sau khi phát hiện ra sự việc đã giúp Amu chôn cất những chú chó con. Họ cố gắng vuốt ve nó, an ủi nó. Nhưng trong tấm hình được ghi lại, sự an ủi của con người hình như không chạm được tới trái tim của chó mẹ vừa mất con này. Ánh mắt đờ đẫn, dáng vẻ bất động, Amu vẫn không thể hiểu được vì sao con người lại giết chết những đứa con bé nhỏ của nó. Ngày hôm sau, chú chó con may mắn nhất cũng đã không qua khỏi. Amu tội nghiệp lại quay về với cuộc sống cô đơn, một mình một bóng trên thế giới này. Chỉ khác là giờ đây, nó phải mang thêm ký ức nặng nề, không thể xóa mờ về buổi chiều hôm ấy. Người dân của thành phố Krishnanagar những ngày sau đó vẫn thấy Amu đi lang thang quanh nơi chôn cất của các con. Amu cứ đi rồi lại ngồi xuống, hướng ánh mắt nhìn về phía xa, như thể chờ đợi đàn chó con sẽ ríu rít cùng nhau quay về. Không nước mắt, không rên rỉ, sự lặng lẽ của chú chó mẹ này khiến người ta cảm thấy rùng mình. Họ thấy sợ khi nghĩ tới nỗi đau quá lớn mà Amu đang trải qua. Người đã gây ra 8 cái chết thương tâm này là bà Ponnamma, vì Amu đã vô tình làm ổ để đẻ con ngay sát nhà của người phụ nữ này nên bà đã quyết định ném những đứa con của Amu. Đáng buồn hơn, khi hành động của mình bị phát hiện, người phụ nữ ấy không hề hối hận, cũng không hề cảm thấy dây dứt. Bà Ponnamma chỉ ra sức bào chữa cho hành động của mình khi bị những người dân khác lên án. Khuôn mặt rắn đanh không chút cảm xúc của bà khiến những người chứng kiến cảm thấy xót xa hơn cho những chú chó nhỏ. Bà cảm thấy vô cùng khó chịu khi Amu làm ổ đẻ con ngay bên nhà của bà. Vì thế, nếu bà giết các con của nó, Amu sẽ nhớ kỹ bài học này: không được làm ổ và đẻ con trước nhà của bà một lần nào nữa. Trước sự lạnh lùng không chút động lòng của người phụ nữ này, những người dân Krishnanagar đã đệ đơn kiện bà Ponnamma ra chính quyền. Họ nghĩ rằng chỉ có sự trừng phạt của pháp luật mới khiến bà nghiêm túc suy nghĩ lại về hành động của mình. Bà Ponnamma có thể sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm. Câu chuyện đau buồn của Amu tưởng như chỉ là một câu chuyện kể về nỗi bất hạnh của một chú chó hoang.
Nhưng nó sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ, phải trăn trở cho một câu hỏi: vì đâu mà người phụ nữ ấy lại có hành động độc ác và nhẫn tâm như vậy? Bằng cách nào và vì sao con người ngày càng trở nên tàn nhẫn đến như vậy? Khi không còn tin vào luật nhân quả báo ứng, vốn là thiện lý của vũ trụ, thì con người không điều ác nào mà không dám làm.